I'm gonna do a haircut for my brother. Còn bữa nay mình bữa nay anh muốn tạo làm hả? Tẩy tóc. Tẩy tóc không? Ok, thủ là shape face. Cái này cũng liên quan tóc. Anh cứ ngồi đây. Như lấy này này. Không cắt cũng nói lại gì mà không cắt cũng nói không đầy đầy xe bốn bốn này là gì không biết tên họ ủa ba ông hả ba ông đó là rất khó hả ba ông một hai ba ờ còn ở bên đây á ông này nha ông riêng nha ông đó là cái đó cũng là một chị thương tạc tạc hả? Tại vì anh muốn anh muốn đẩy sát luôn á. Ok, anh yêu anh đang anh nhầm vui nói với tự nhiên là một tư đại à vui 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 làm á mình phải quán như cổ nha. Từ trước thì nhớ những cái đứa học trò nào mà mới vừa mà vô nghề hay là mới đi học á, khi mà tay chân chưa cứng, nghề chưa cứng, mình làm gì cũng phải hỏi khách hàng á, người ta muốn cắt chỗ nào, tại nhiều khi người ta đổi ý là có gì người ta có thể thương mình được chứ không? Thì đây thì dạy cho trước mình người Mỹ, người Việt Nam cái gì đó, mình phải có cái conversation rằng mà đối với cái người khách hàng già, người thợ là kiểu nào một mình đưa hình hai á và mình sẽ hỏi người ta cắt bao nhiêu đặng mà mình cũng thi so first we have to do is have a conversation with the client for those that barely start out you know to build this skill rồi thì nữa đó tương lai mà những học trò của mình á mình tương lai còn dài mình biết bây mình lên trên xe mình lấy giấy phép mình mở cái trường học nếu mà có đủ khả năng cái số thu nên what we're gonna do right now is step by step I'm gonna pray không bên này mình ở nhà của salon cũng không có cái gì khác nhau chỉ có khách chỉ có là cái ghế quay không có gì hết cái trò chơi nếu mà em quay lên vậy thì thôi năm vừa qua đi à, năm vừa qua ok mấy cái học trò mấy đứa em hay mấy cô chú hay nhớ khi mà cắt tóc ấy đầu tiên mình là rửa tay sanitize you have to sanitize next step không có next step đó mình dùng cái giấy này đi mình có thể đi mua những trong cái tiệm cắt tóc hay là ở đây mình có bán không lúc nào mình bảo vệ cho cái người khách hàng của mình model hay client người ta có nhiều tên để có gọi cho mình một và từ từ đó thầy nói thầy có thời gian thì thầy sẽ ra cái hiệu áo thì hiệu này có tiệm cắt tóc nữa nhưng mà bây giờ mình không có được một nghề nhưng mà thầy rất yêu nghề cái này gửi cho thầy coi mình theo dõi what you do is the next you check the client nhớ
khi mà cắt tóc xong á thì mấy cái này á, cái xếp này á, mình sẽ clean up cho sạch sẽ, cho nó tiết quấn vô nó phạt chứ chưa. Người nào cũng như vậy hết, đồ nghề cũng như vậy, rửa phải vệ sinh. You always have to sanitize the drape, the tool for safety. That's one of the safer rules. Đây mình không chỉ dạy là cắt tóc, mình dạy làm facial luôn. Mình cứ dạy làm nail, làm nhuộm tóc. Nhưng mà cái đó là tiết mục khác. Hôm nay mình chỉ là tóc. Let me get cool, ready? What we do is sanitize. Lúc nào cũng hai tờ giấy này nữa. Để sao mình bỏ, bỏ đầu lên nó không có dơ. Leave the SMA paper here for sanitation. Còn thôi cover cái bàn của mình, cái chỗ mà mình làm đó. Và cái station để mình ra mình mướn hay là mình làm như chỗ tiệm cắt tóc đó, không có gì khác biệt hết á. Thì nếu mà cái đứa mới vô nghề thì ra không có gì mà phải sợ đó. Mình càng làm thì cái tai nghề mình càng tiến, càng vui. Nhưng mà ăn thua là cái level của mình không coi cái gì đâu. Còn nếu mà mình thở nghĩ mình giỏi đó, thì ok, mình có thể đi tới Hollywood được. Let me remind you guys, đồ gớt phía dưới là không bao giờ dừng lại nha, nhớ nha. Phải sanitize. When it's dropped on the floor, you have to sanitize it. Okay, remember it. Rồi bữa nay là bị cạo đầu hay là cao mà? Tại vì lúc đầu thì anh bị cạo nó, nhưng mà em quay trên hình thì thôi, bây giờ anh chuyển hướng qua là ngắn tí cho nó gọn gàng đi ha. À, có nghĩa là hết năm vừa qua. Ok đó rồi, để mình okay. My brother had, he changed his, he was gonna shape, but like you know what, he was gonna do a live video cùng phim để mình dạy hay là hỗ trợ những người mà mới vô nghề tóc này đây. Mình sẽ cạo, mình cắt lại năm một quanh. Thì mình đối với mình đó, trước khi mà mình đã đi học tới license hơn là mình đã tự cắt tóc riêng của mình. Mà trường của mình đi vô, vô đi cái trường rất là nổi tiếng, có nghĩa là Paul Mitchell. Và trường số 1 Paul Mitchell và đang sang trường thứ 2, cái trường đó là cho lớp của mình có tiếng và có miếng, không phải là chỉ có cái hư danh không. Nhưng mà mình không có dùng tên đó, mình bây giờ là mình có cái hiểu cách riêng của mình. Thì mình kể lại cái chuyện tại sao mình đi vô nghề cắt tóc. Thì quay lại thời gian, thường thường ngày xưa mình hồi trẻ đó, mình đi cắt tóc á, thật ra không ai kêu vào lòng mình hết. Một cái mình dài, 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 mình chỉ muốn vô mình ngồi thôi. Họ nói nhiều khi họ nói những cái câu á, họ hỏi lúc high school mình vô thì nó giống như cái nghề cắt tóc là thấy nói chuyện không, nhưng mà mình giận cho những cái học trò, những người mới đi trong ngày á, mình nói nhiều quá, tay nghề của mình giỏi lắm, mình nói không phải chuyện. Mình cắt giỏi hay là cắt thằng lớn như mình hoài à.
nó nhiều khi á chạm xe ái ta không có ấy mà ta không tới nữa. Cái này là theo kinh nghiệm của mình đã trải qua. Ok, so those you guys know, you know, let's give you guys some history about me. The reason why I become, you know, a hairdresser, mình là cắt cắt to vì cắt đàn ông và đàn bà được luôn, chứ không phải chỉ có đàn ông không. Đó. Ok, cắt nhuộm color, làm facial, làm nail, everything, I'm certified for that. The reason why I went to school, because really, before, no one can really cut my hair. Cả à, bây giờ luôn, cái đầu của mình là tự mình cắt, chứ không có ai cắt được hết á. Không có dự ý của mình. Cái thứ mà nó dai, nó dài, giống là mình ghét lắm. No one cut my hair except for me. This is the hair that I cut. I cut my dad's hair, so let's get. How it's done. Do you see there's more tour for today? So tune in, enjoy the show.
share, subscribe, like. You guys watching me, Mike Win. Sorry, Joey. This is gonna be a number one. Hey, khi mà mình cắt tóc á, mình phải biết xài cái tông đơn. You have to know how to test the product. Thì khi mình ra trên DVD á, hãy mua và support mình, ủng hộ. This is Clipper Overcomb. Thì mình nói năm 2020 này mới đang đến. Mình còn trẻ, còn tương lai nhiều lắm đâu. Về kế hoạch, mình thật sự ra có nhiều kế hoạch lắm. Nhưng mà mình đã nói rồi, lỡ chơi thì chơi trên lớn và chơi khắp thế giới luôn. Chứ không phải mà chơi bài bạc cái này là mình làm ăn kinh doanh khắp thế giới. Thì cùng DVD mình sẽ ra. Anh cũng muốn nắng thêm không? Ờ, thì tớ là năm qua em sẽ cho ấy thì sát vô rồi. Ok, thì dành sát vô rồi gì đó. Ok. When you cut, you know, people hair, just come home and talk. Walk with your client. Càng nắng càng tốt. Ok. Don't be shy, you know. And remember, when you guys go to school, practice, practice, practice. Khi mình cắt đó, mình giỏi đó, mình nói chuyện khách hàng sao đó. Mình giỏi thì cái tay nghề mình vừa cắt dễ được cũng hết. Nhớ mạnh dạn một tí. Giờ phải chú học. Giờ phải ham học. Mình biết mọi người á, trai hay gái gì cũng gì mà đã vô nghề cắt tóc thì thích làm đẹp cho mình và thích làm đẹp cho người khác. Thật sự là cái cắt tóc này á, nó không có lâu đâu. Cái vị trí này mình đứng á, mà nó không đúng, nhưng mà tại vì mình tay nghề nó cứng, nó không thể đứng được. Nên mình không có đâu đứng bên đây. Mình cắt 45 độ là khác, 90 độ là khác nữa nha bà con. You can cut like 90 degrees or like let's say 45 degrees. Different cut, it's a different style. Khi mình cắt á, mình hãy tập trung vô cái người khách hàng của mình, cái người model của mình. Nhớ đừng nó dài như vậy. Đại kỳ của cắt tóc giờ làm ăn không ra là thích gì đó. Nói thì khách hàng của mình nói cái gì thì mình nhớ và mình học thôi, đừng có nói nhiều quá. Mình tiêu tao biết gì. Mình mất rồi.
nhà cứu tóc này lớn và nhỏ có thể dùng được. This haircut hair for any age, but lớn đầu thì người lớn tuổi thì chảy một cách khác. Có người thì chảy hai má, có người thì chảy qua bên đây. Còn trẻ thì khác, mình tại đây thì tại đây thích chảy ngược lại. Có kế hoạch không? Chưa đi không? Tất qua chơi nha. Làm mấy cái video nữa. Rồi, đúng không? Đúng đấy, tôi muốn thấy luôn. Tại vì làm ngôi đầu thì ta đang nước rồi. Em cần phải mấy người model phụ nữ nữa. Đó rồi cần phải nhuộm tóc rồi phải dạy người ta thi sấy bốt nữa đó. Giống như là thi cái này là thi thực tập. Người ta thi thực hành. Mọi người biết biết nhá. Bởi vì làm đâu phải một đâu, facial rồi làm nail nữa, nhiều lắm. Thì như vậy á, cái cùng cái tóc á đó là 500 thì nó mới có giá trị hơn, anh hiểu không? Cái đặt tóc không đâu có 500 thôi. Có nhiều cái tiết mục lắm. Mình có thể dùng kéo tay kéo với tông đôi khi mà tỉa, nhưng mà ở đây cái trường của mình mình kéo thì và tông đôi là một, mình dùng hết. Không có kéo thì mình tông đôi thế kéo. Còn mình có thể cắt kiểu này với kéo nữa, nhưng mà nó lâu, rất là lâu hơn cái tông đôi với kéo đi như vậy. Khi mà thầy cắt gì thầy rất là thích. Tại vì sao? Tóc tai là cái cánh cửa của con người mà. Trước khi người ta đến người ta nói chuyện mình, người ta nhìn thầy thì không có khe cái vụ đó. Nhưng có nhiều người á, người Mỹ nhiều người á, họ nhìn mình cũng như xương chót này, họ đánh giá mình đúng không?
ta rất là quan trọng. Nhớ làm nghề của đất ấy, cái thằng lỡ quay đường ở đây, lỡ quay anh rồi. And the best of the best what I'm doing. Chưa thả chó ra nữa. Ừ, đâu sao, nhà máy chuẩn bị biết bán vậy. Là hôm qua làm gì? Thì mỗi ngày vậy. Mỗi ngày hả? Mỗi ngày em đi thế. Ồ, tưởng đồng là hôm qua là ngày liên tục rồi. Nô, ngày nào cũng vậy, em đem về em đi làm em ra ngoài thăm mấy cái cục cưng của em đâu đó. Lúc nào cũng nghĩa là lúc nào phải mua đó thì phải chịu, cũng như nói như là con cháu của mình thôi. Cũng cần nhưng mà bà con của mình đầu thai trở lại thì lúc nào cũng vậy, mỗi em dùng trí của tụi nó đó. Every day, you know, after I close my shop out there, come back, I check on Devo, my dog, and as you see, you know, chó của mình đó, Devo nó đẻ ra 4 đứa. Well, and we're here with her 4 male puppy and 1 female, 5 puppies underneath the Christmas tree, sucking on her nipple, and now drinking milk, doing their thing, trying to get big and healthy as always. Looking good, you guys. Thank you, thank you, thank you all. And thank you, thank you. Serving our community, our son, and our people. And that's what we all about, right? Diamond and Devo, yeah, we serve the people in the community. We make it better for the breed. It can mean room, meaning to room. Right? Diamond, thank you all. You're all the best, and Devo all the best. Same thing with Peaches and all my dogs out there. We got Puma, we got Genie, we got Ruby, we got Piper, we got Mo and Mocha. They all put in work with their. Thank you all. You guys deserve it. Best year ever, and more and more breeding and more responsible breeding, selective breeding to take it on to another new nexus level. Okay, we just don't breed to sell, we breed to better the breed.
we breed. We're going to bring home the trophy, ribbon, everything. You know what I mean? When we walk out the street with a mini bull, 8K mini bull, people go, wow. That's a short, correct, compact dog, extreme. That nobody ever, ever, you know, seen it. One of a kind. I put all my heart and soul into this breed, into the blood, this flag right here. All dog, plus DNA tested with paperwork, all kind of clips, you feel me? All done, game over, baby. Hình như là 4 hoặc 3 đứa được một đứa cái nha. Thì chừng nào mà mọi người nào mà muốn mua đó thì give me a call, ok? So, I want to be posting people update soon too. Và nhớ theo dõi cái đài của mình HK và HK Win Garden. Bây giờ là cha của mình sẽ diễn cái tác phẩm ở gồng hai cây đồng lấy trái chân châu, cây mini và cây bonsai này, khu vực gắn với vực trực thị mình quay phần trên và mình nó thấy cái độ cong này đó. Cái từ từ mà quay đó, thì cái này nó thấy hết đấy cha, nhưng từ nhưng lấy cái dáng và lấy cha là từ nó chưa đó, nó đầy đủ hết từ trên từ dưới. Thì cái mình giao lưu cái này á là 500 thôi, từ 500 giờ trở lên đó. So 500 and up, no better offer for this one. As you can see right here, have this 3D driving part right here. And this 3D right here, cái đó nó có cái chiều cao của nó là bao nhiêu bao nhiêu đấy. Nó cái này nó không có cái cậu. Ý con nói là cái này là số, cái này là cái chiều cao, cái này tôi nghĩ chắc là gần. Cái chiều sâu của nó đấy, chiều sâu của nó là 3 in phần 4 in của mình, chiều sâu cái cao nhất rất là sâu và nó bảo đảm là nó sống trong tác phẩm của mình đây. Cái này là 200 đồng lắm lộn trên sâu hay sao đó. Cái kêu cái này là lửng lửng long, lửng long chân châu, ok, lửng long chân châu. So this is the đó, so mình dành một cái châu lửng long chân châu. Cái tác phẩm này mình có thể chung vô chỗ mà bằng ăn hay là bằng tính tiền thì nó rất là hoành tráng, đúng không? Mà cái cây này cũng không cần tưới nước nhiều, nó có thể cái này mình để mà nắng thì cũng mát phải không? Rồi mà con nghĩ là mà mát nó tốt hơn không? Đó, mà nó không tốn nước nhiều nữa không? Thì anh chị em hay bà con cô bác mà thích mini á thì coi cái đài của mình thì... mà thấy cái vườn uống nó cũng quá trời đẹp luôn, thấy không? Đó. Một in chỉ một in này, một lõng tay. Bữa nay mình đừng có đem cái thuốc nha bà con, bữa nào hả? Bữa nào mình đem theo cái thước nữa mình lấy tắt rưỡi, ok, 500 đồng tiền US nha, tiền US chứ phải tiền đâu vô con nó thôi, tiền đó nữa hơn là USA mình là ok. Được, bây giờ cho các bạn tới mà xem mình đặt mini wrap không. Hello Quân chào mọi người, một cái cảm nhận nhé. It's really light. Yeah. If you want, you can do it. Do it. Some of the more than two. So feel free. Okay, bây giờ cho biết được cái cái này á là hoàn năng bộ sen đá và cái cầu mình, một cái tiểu cảnh
thì mình có thể bỏ nước, bỏ lên chậu nó để mà nó thấm nó ăn nó. Rồi thần tài đây cho nó tài lọc để mình tin cho cái cassis kia đó, cái chỗ mà để người tính tiền đó. Rồi là đây là cái tác phẩm của bác của mình đây. Đây cái tác phẩm này rất là hoành tráng đẹp nha. Cái bông giấy mini bonsai xây cái chậu hả, có khác cái gì ra không? Cái này không phải là mình làm nha. Đây cắn lên là con lúc về có thể người hàng hàng thiệt chứ không phải hàng hàng nhá đâu nha. Cái này á thì mình có thể bán cho các bạn những người xung quanh đó là 400 rưỡi cây. Ok, ok, next nha. Cái này là hồn nghe bọn chưa trồng cây, nhưng mà chiều cha mình dẫn cho mình sẽ trồng cây Hero Plant và Tree. Đây là con đồng mà cha coi con kia con làm kỹ rồi, mà con đồng có cầu này, nghĩ cho này nè. Chứ cha xây được thì xây cái này cho con xây từ từ như thế. Cái này là hết khoảng 5 ngày xong là mình giao. Thế nếu mà cha cứ quay với từ từ đó, mình đây là cái đuôi con đồng đấy. Muốn design lại thì cho mình gửi cho mình cái hình với send me a picture. Em lớn hay nhỏ thì cái giá thì là khác nhau. Nếu cô theo ở chỗ nào thì ship qua đó thì mình tính theo cái giá tiền nó cái thế của cái tiểu bang đó. Tổng giá sách mấy người mới vô đại của mình đó. Đại mình chỉ không phải là bán từng món cây và live show nó có nhiều cái tiết mục mà mình trộn lộn lại một cái tiết mục rất là hay. Nó có kịch nữa, có nhạc nữa và có về đạo nữa. Mình là người thuyết pháp với cái đó thì từ từ mình sẽ ra DVD và movie, mọi người ủng hộ. Anh mình tới đây á thì mình sẽ mở cánh cửa cũng không cho anh nữa. Thì anh mình cũng có trị bệnh đó. Thì mọi người nhớ ủng hộ him too, tôi my brother too. Nếu mà cắt á, mình sợ tóc của khách hàng do vừa mình đặt thì mình mang cái clip. You can wear your own clip, we have our clip over here. Chúa là Phật thì welcome hết, welcome to my family, my show, my class, my school. Những người yêu nghề, những người muốn tiến, welcome to my class, my team guy. And let's make money and let's make the world a better place. Thank you.
kiểu tóc này mình cắt á, nhiều mặt lắm. Nhưng mà đại quý nè, thiếu tá nè, tài tử Hollywood nè, chứ không phải là cái regular cut. This is a very special cut. You know, for the general, you know, Hollywood people. You guys, we can judge how he looks now, you guys. Thì mình làm, mình cho mọi người là tự chấm điểm thôi em. Nhân viên, mình không cần phải nói nhưng mà mọi người. Thì từ mình có cái đồ để cạo rau, mình cạo cái này cũng được. Đây là lưỡi lam. Use a razor to trim the hair. Các nguyên làm thì nó cao sạch hơn. Mỗi một cái tour gì á, nó có cái đặc điểm khác. Every tour do a different one of job. Like, clip over here, when you cut it, it's not that clean cut. It's okay, not a clean cut. Okay, can you close your mouth? Khi mình cắt á, mình cứ tự nhiên mà mình hỏi người khách hàng của mình hay là client của mình. Khách hàng là mình làm ở ngoài tiệm, còn mà học ở trong trường á là model của mình. Nếu mà cạo râu á, mình thấy tự nhiên mà hỏi họ, mình dạng lên đừng có ngại. Never know. Tương lai nếu mình nghiên cứu ra được á, thì mình sẽ có cái, mình sẽ chế ra cái loại tông đơn khác. Mình nói cái đó là tương lai. Với còn trẻ này, mình yêu người, mình hay đi tới cái lĩnh vực mà cao nhất luôn. Light stroke, did I light stroke? Tại vì nhiều người không dám làm này, mình quá gần rồi. That's why mình có thể dùng tông đơ thế cái lưỡi lam.
nhớ khi mình cắt con đơ đừng tắt nó để cho nó chạy. Còn cái đồ mình nhìn á, mình thì nhanh, còn mấy đứa mà mới vừa tới được 2 con đơ thì cắt lâu cái máy nóng nó sẽ cháy. Nhớ gì giữ gìn đồ của mình cho nó bền, tại vì là còn nghề là cơm gạo của mình mà. Are you guys that are this time you can use 2 clippers, because if the other one get hot you let it cool down, so that way you can keep the tool, you know, not burn out or wear out, save you that a lot of money. And you stroke. And then they go. They go and they go. They go and they lie. To the left, to the right, voila. Okay guys, 10 to stroke. Thì bà hỏi cái customer là có cho phép cắt cái cọng lông xài hoặc là cái chân mài dài ra hay không, đó là điều quan trọng. Người ta đồng ý hả cắt, còn không đồng ý không thì không được cắt, chỉ cạo lông thôi, đó là điều quan trọng. Chứ không thôi là người ta không cắt thì người ta cũng thương đấy nha. Dạ. Tại vì khi mà cắt xong rồi đó thì có thể là khách hàng không thích thổi, nếu mà cắt đẹp quá thì người ta cho thì hết à. Nếu mà cắt mà không thổi á thì tiền phí không có, người ta không họ không thì lại luôn. Tại vì cái cọng lông tài và cái phần chân mài dài đó là cái quý tướng của họ, không có được cắt đó. Đó là cái quan trọng. Các cái tóc này mình sử dụng là cái tướng tài lộc của người ta đây. Các tóc nó liên quan nó chứ không phải là chỉ là cái vùng đẹp đâu. Khi mình nó đi về những cái sau thêm nữa, nó có liên quan về tài lộc và phong thủy đấy. Có gì tiếp theo hơn mà cái đài live show mình biết gì đó. Mình có vui có buồn. Đây là một cuốn phim luôn, chứ không phải là chỉ có một cuốn phim cắt tóc đơn giản gì đâu. Thì tới đây mình rất là tự nhiên, mình muốn mọi người đến lúc nào cũng ngồi cũng ghế này tự nhiên, chứ không phải là giống như cái ghế thực hình chứ không. Everybody sit and enjoy it. Thank you.
tại vì râu tóc thì nó mọc lên rất mau, nhưng mà về cái cộng lông bài của người ta đó thì khi mà nó mọc hoàn chỉnh trở lại như xưa đó, dài như xưa đó, thì từ 6 đến 8 tháng nó mọc lại dài như vậy. Nó mọc ra rất lâu nó, mà trong khi mà mình vô tình mình không hỏi người ta mà mình thấy cái trong tài người ta dài ra, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái chân mày á, cái đuôi chân mày của người ta dài ra gì đó, mà đó là mình vô tình mình không hỏi, mình nói lễ là làm việc mình cắt trước thì mất cái tài lộc của người ta. When you are looking around, I would always ask your client for your model before you cut. So you make sure mà vừa là bảo vệ, khi mình lấy xong á, ok mình có thể làm thêm, nhưng mà mình á phải hỏi trước. Những cái người mà buôn bán, nó những cái người buôn bán thì cái vận mạng, cái tài lộc có thể hiện lên trên cái khuôn mặt. Nếu mà mình vô tình mình cắt đi những cái đó đó thì họ có thể bị là cái thu hoạch của họ có thể là bị là giảm xuống rất nhiều về cái phần tâm linh, cái phần tài lộc của người ta. Cho nên khi mà thay vì á mình cắt cho người ta rồi, đáng lẽ là lúc mà cắt người ta nhìn thấy cái hình gương mặt người ta cắt tóc đẹp như vậy, thì lúc đó đẹp thì người ta có cái ý nghĩ là sau khi xong cái việc cắt tóc này thì họ sẽ giúp cho mình một cái ít tiền tiếp mà gọi là hậu hữu. Nó mà vô tình mình dùng cái kéo hoặc cái tông đơn mình vớt cái phần những cái cộng lông tài của người ta, nó hoặc cái chân mày của người ta nó dài đó, mình cắt đi rồi thì cắt xong rồi thì người ta cũng không nói không rằng đó. Nhưng mà trước tiên là phần tiền tiếp mình là không có đó, kế đó là người ta trốn luôn, không tới lần thứ hai. Đúng thì là mình mất cái cơm của mình, mất cái customer của mình đó. Mà mình đã mất rồi thì mình lại là mất thêm khách hàng nữa. Mình phải biết cái tật, những cái tật xấu á, mình phải biết, mình phải đi cho nó rất là quan trọng. Người ta không có dám giới thiệu người tới nữa. Đúng. Em cũng hồi đó vậy, em biết không? Yeah. Em nói nó cái này á, nó đi cắt cái kìa, chưa hỏi với em hả? Vô nó cắt cái kìa, chứ luôn. Tự do á, nó tự do, tự xử luôn. Thôi, em cắt thôi, em cũng ngồi đó. Em không cho tình tiết mà em cũng nói gì. Nó cắn răng, mình là người bị nó ấy rồi không? Cắn răng. Đó. Cắt xong rồi em đi luôn, tới buổi. Đó là dùng vòng cắt, cái này là mình xảy ra một cách. Vì cái đó là cái đại kỵ, em nhớ gì hết, mình đem được đấy. Ask the client, ask the customer, how they want to cut. Những cái người mà có những cái đầu tóc dễ cắt, cái đầu tóc dễ cắt đó, thì họ có thể đi bất cứ tiệm nào cũng được nó. Còn những người mà có cái đầu tóc khó cắt đó thì họ chỉ đi một thợ thôi. Trung thành đó, nếu mình được cái hàng đó là trung thành cho đến đời không chết đó. Mà khi mà mình bận thế đó thì không, họ hớt xong rồi thì lần thứ hai mà họ vẫn trở lại mình. Bởi vì để... con họ là bà con họ muốn họ đem tóc cho mình đó. Để tới mà hớt đó. Ngoại trừ là mình di chuyển khỏi thành phố này, không còn nằm trong cái thành phố này. Bởi vì họ đem con họ lại là tìm
một cái người nào cắt cho họ thích hợp. Nhưng mà thường thường á, đó mình đã thích một người đó rồi, cái người khác mình không có chịu đấy. Đúng rồi. Đó em một đó mình nhắn thấy không? Đúng rồi. Em mà chịu được rồi đó, tốn lắm. Không. Mà nhiều khi chịu được thằng á, nó thường con nó cứ nó già, nó da, nó nhỏ mày không? Được cái này, mắt cái kia. Nó cũng hoàn mỹ, từ khi mà những người mà đi vào học tóc hay làm nail, làm đẹp á, mày nhớ những cái đại kỵ này. Thì cái này á, là theo cái đời kinh nghiệm của mình lấy này, chứ không phải là ấy. Tao nói gì đó đi nữa đi. Chứ sao nói anh đang khi nó phải làm cái nào nó tiên hết luôn. Còn trời nó khác chưa? Vâng, cái nó cũng khác nhất bây giờ chỉ là cái sạch khác. Có nghĩa là không cần che đầu nha. Thì mình có thể chạy treo ấy, xong rồi mình đánh cái mông vào. Thế nhìn cái mông mông thì em cứ phát số 1 thôi. Thì em đã có cái đầu mình rồi, cái mông đó. Không chạy cái này cũng được rồi ha. Trai em thì không chạy cái nhiều. Nên không chạy, tức là phải cho em chạy. Thì để mẹ trong anh chị sẽ đọc. Ok, em cứ chạy không? Cứ có rồi. Mình thấy cái này là mà còn chảy hay là không cần chảy, tay số 1 là không cần chảy luôn. Thôi, ăn thua. Tại vì cái kiểu tóc hơn, cắt mà đánh tóc, anh chảy thì đẹp hơn, không chảy. Thì nó đã ra cái khu mà tỉnh như vậy rồi. Cái này là khu mặt tỉnh điền đó. Cái kiểu này cắt á, anh thấy cái tướng anh nó đổi tướng liền. Cũng như trước đây á, anh hết, ông Tư. Không dám tới nữa. Anh mới quay lại nhà ông Tư hết lần cuối cùng. Sau đó anh mới tìm được một người nữa. Và cái chị này chị hết rất là tốt. Rất là tốt được vài năm. Bắt đầu cái chị mở tiệm hay sao? Không, chị chuyển cái tiệm của chị lên thành phố khác. Qua thành phố khác rất là xa. Thì đó rất là xa thôi. Phục lòng là mình phải tìm người khác nữa. Nó tìm một người khác bắt đầu hết chứ còn là 7-8 năm. 7-8 năm trời. Đó. Nhưng mà mình tìm người cũng khó. Thì khó. Rồi đến khó lắm. Đó. Giá thảo nhiều thì mình em hôm nay hồi đó đi gặp quà gì bị chán hẳn luôn đó không? Thôi bây giờ mình không có nói nữa. Thôi mình đi học tập mình lấy license đi đó. Đó thì lấy xong rồi bây giờ mình lấy một video đây. Rồi bây giờ là mới biết được em thì cần thì tới lúc mà hớt tóc cần hớt kiểu nào thì anh mới đến em. Rồi mình tương lai mình lấy mở cái tiệm đó. Mình tin cái gì lấy cái hôm rồi đó. Mở cái tiệm. Tại vì cái người có cái đầu tóc mà dễ cắt thì họ ghé chỗ nào cũng được hết. Còn khó cắt á thì rất khó tìm được thợ. Dạ, thợ dầu để mà cắt. Em cắt cũng thấy dễ hết thì không có cái hôm hôm đó nè. Dạ. Thì cái trường mà em đi đó nó rất là không thích. Dạ. Đó là cái trường mà không biết được cái mà mình đi, mình có tiền đâu, mình phải chạy đi. Nhà mình đâu khá, mình xin học bổng được á. Nên trường thôi mới trường biết eBay đó. Bởi vì mình học từ nam thì nữ mình học được hết luôn. Nếu từ Việt Nam tôi cho mình đi mà mình biết hát có biết mặt mình đó đó. Do biết không? Phải học tròn cũng dạy như trong đó luôn mà. Vì tên tuổi của mình ở cái karaoke này là mình nói rồi, trong chỗ đầu mà không ai biết cái Mai Quỳnh này đây. Mình là đó là mình bà mẹ mua nuôi của mình là người đã cắt Brad Pitt hair đó trên Hollywood. Hồi đó em mà xong rồi em đi lên chỉnh là được luôn. Trên em đi xa mình không biết ai ở trên chỉnh đâu. Đã chỉ có cắt cho tài tử anh hiểu không? Nhưng mà mình á, hồi đó là cái tay nghề của mình đâu có bằng mấy người lão lão đó. Thì phải đành.
Bây giờ thì em cũng không có liên lạc với bạn, nhưng mà có Facebook á. Vậy thì những phần video em làm á là mấy người đã coi hết á. Em làm cái này rồi em muốn anh biết chế tạo sản phẩm riêng của em nữa, sản phẩm riêng của em nữa. Nhưng cái đó là em phải xin giấy phép, nhiều khi là khoảng 1 năm làm đấy. Rồi. Em đang nghiên cứu về trời bông và cái xe, cái thuốc condition là mình gọi gì, cũng tẩy nó, ơn nước nó gì. Em không có dịch tiếng gì cho cái đó được. Shampoo thì xài bông, còn cái nước mà để cho em tẩy á, phải gì? Cái nước mà anh cáp cái shampoo đó, thực ra mấy em ngồi trên ghế cái cách nó đi, cái cách tóc, cái cách nó đi cái lượt mình biết nó đi được hay không, mình biết nhìn tới mình biết mình. Với khi mà mình làm công nghệ đẹp á, mình vừa làm cho mình được, nếu mà mình tự cắt cho mình được, giống như mình đây thầy đây thì mình có thể cắt được cho cha mẹ anh chị em thì nguyên năm nguyên tháng họ lúc nào cũng đẹp tuyệt vời như Hollywood, ngoài khi mình không muốn cắt ra thôi. Bởi vì nhiều cái cuốn video á mình không muốn cắt, không muốn để tự nhiên như vậy. Phải nhớ đời nó có sống đẹp thì cái vũ trụ càng con á nó mới hòa đồng như là một cái bát quái gì đó, chứ không phải lúc nào mình cũng đẹp hết. Mình đẹp hết rồi mình quên những cái lúc mà mình ấy sao, thì lúc nào nó cũng phải có đẹp và có con người, lúc nào gì có lên thì có xuống. Gai hát ngon ạ. Chúng mình nói về thông minh, ôi xong rồi như nhiều khi nhiều lần đi Việt Nam thì anh đã hết tóc, anh cũng qua tiệm. Em biết rồi, khi mà nó cắt á, không nói cho nghe nè, khi nó cắt, không có cắt thì đâu nha. Cái này á, là người quen của mình nghiệm, còn đẩy chút xíu là thấy nó cắt rồi. Chứ mà đâu quá đủ tiền ăn, đúng không? Rồi. Còn cái này á, là mình yêu này, thấy muốn làm cho mình đẹp, một môi người đẹp luôn. Bữa khi mà đến với tiệm mình á, hay là mua cùng DVD một chỉ tầm tập, anh nhớ là gì, có Phật của trời, có người hộ hết. Nói chứ không phải mà chỉ có cho ta không nhớ gì. Nhớ mình làm giàu để làm gì, để bố trí uống giường giờ cho trẻ mồ côi nhiều lắm, chứ không phải làm giàu chịu phú tiền phú để làm gì, nhưng mà không phải đâu. Những cái thế giới này hoạt động và nhiều khi á mà mình giúp ta mình không có tiền mình không có làm gì được hết. Bởi nhớ những cái teenager ấy, trẻ đó, gái học, bé giúp cha, giúp mẹ, giúp mình, mình giúp xã hội. You have to know that. Spread the love, you guys. Spread the love worldwide. Look very good, almost done with it. Now we double check, mình mới double check đây. Thì có thể dùng kéo này, hay dùng công tơ để double check thai. I'm using a clipper to substitute for the scissors.
khi mua cùng với đi mình, thầy sẽ chỉ cho những người cô chú anh chị em những cái bí quyết để mình cắt tóc mỗi cái đầu nào cũng được nhỉ. That's the secret formula to it. Cái gì cũng vậy đó, làm giường mình cũng có một cái bí quyết để mà làm 100 cái giường, 100 cái địa hình địa lý. Tuy rằng nó phải tới nào mà tới tay của mình cũng là xong. Thì bây giờ mình ở đây mình không quay được thì sao? Mình đi qua bên đây. Buồn quá, mình đổi tay thấy không? Người ta cáo thì đứng khác, người ta bạn thì đứng khác. Người tóc ngắn thì á, người cắt khác hơn người mà tóc có nhiều thì khác nữa. Cắt được dễ, có nhiều khi cắt nó biết dễ, dễ, dễ. Người ta có tóc dày á, dễ là tóc ngắn, xài bếp lắm. Người cắt xong một lần á, mà không có dám tới lần thứ hai nữa. Cái tóc này á, cái người Asian của mình á thường thích cắt chỗ này nhiều lắm, trẻ lớn trông nó thoải mái, rất là thoải mái. Mình chả treo cũng được, nhưng mình không được chỉ không thời gian thực tiễn thì cũng nhẫn nhịn như vậy, tại vì nó đã có cái khuôn phẳng rồi. Không có thay một khuôn rất là xong rồi. Một tên gì đây? Cảm thấy sao? How do you feel? Có cái kiến nào? Yes. Anh có nhìn qua cái kiến. Ok. Thường thường có cái kiến nhỏ nha. Nhưng mà cái kiến đây cái mình sẽ đem cái kiến vẫn đưa để cho anh con. Tại vì customer lúc nào cũng khi cắt xong rồi á thì cũng được yêu cầu để mà xem qua cái kiến hôm trước thì coi sao và coi sao. Thường mình xong rồi mình có thể hỏi người customer muốn đi gội đầu thì gội đầu là thêm một cái chạc thêm nữa. Thì cùng video khác mình sẽ giải cách mà so đầu gội đầu có cái special ingredient for it. Gội đầu chỉ có hai pháp thôi, rất là bình thường 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 thường. Mình có thể lấy gì hay là mình lấy cái máy lâu ra đó, mình lâu mình tắt này. Xong rồi thì mình có thể quát hay là mình lấy thao rồi bên thao phóng á, mình phải là nếu như mình ta lấy thì mình không thích phóng thì chỉ làm cho nó lấy những cái tóc ra. Những người mà đầu mà có gạo á, mình cũng có thuốc để mà trị cho cái gạo. Để em cho anh coi. So all this mình làm xong rồi, all this will be clean. Mình get the mirror and let
chưa chắc. Có nhiều phút em làm á, ở cái ngồi đó chán, mình nóng, mình thử giết kịch bản của mình, mình bảo diễn, mình thử giết kịch thì thử giết cái line luôn, bởi vì á, đến với mình nó khác biệt. Ai đến với mình cũng là star, em mới không mới shot là star. Có nhiều có nhiều shop ở ngoài đó thì họ hết kiểu như là gần như cạo đầu đó thì tích tắc trong vòng khoảng là chưa đầy 5 phút chúng ta zero phí đó muốn cạo vậy đó là xong cái đầu, nhưng mà đó là tại vì business của họ, họ hết rất nhanh để mà họ lấy được nhiều khách hàng. Có khách hàng nhanh là hay đâu là người khách hàng của hai đầu thì không thì nó tới lần thứ nhất thôi, lần thứ hai người ta không có trở lại. Cái gọi là một đi không bao giờ trở lại. Chỉ có mình chán hơn cái màu vàng, mình thích màu vàng, màu vua, màu hoàng, màu quý, màu xanh, cái màu lớn, lát, mình quay mà là một cái một vật mà cái gì mà từ từ tiếng nhỏ mà thấy mình không? Tiếng mụn quá chứ mà thì đến vô không? Có chút tiền hết chắc không? Thật là cả trung. Và cái kiểu này á, cái người nào mà không có vợ chết rồi mấy cô là chết rồi, kiểu này là ông xã hay là bạn trai đi kiểu này là sống rồi hết rồi, tôi xin xin bạn trai cái cái này sao anh có được không? Cái này là chắc là mấy video bát luôn á. Từ từ cái salon nó có cái kiếm này trước làm sao để mình nhận khí hậu thế nào đồ nghề là em trong trong một cái đây anh chị em chỉ ra cách để làm sao nếu mà mình không có kiếm sao thì các bạn thì các còn đây là một cách để thầy chỉ cho đây anh làm gì nào anh rồi this is how you just be here and this is this is thế nào không biết này theo một từ lồng rất là điều đó cho con mình biết lỗ liền yeah. Ok khi em chắc đó nó không có kiến là em chắc em khó khăn quá em chỉ cần rò thôi đúng không em biết mình là em biết cái thằng đó rất giỏi em nhỏ rất giỏi nhưng mà nhiều khi á thôi nó không có vô nghề mình thấy mình thương yêu cho nó là cái khó hơn cá ăn đâu nhưng mà đã vô nghề thì hãy học cho giỏi để sau phát quy là mình mở tiệm vậy mở trường nếu mà có cơ hội lớn thêm nữa phải không hả cạo rất là ok nó và nó rất là safety nó safety tự nhiên của nó thì cạo như gì thì nó cũng ok rồi nếu mà mình muốn mà có cái tông đơ special nó cạo lát nó tông tay nữa thì mình về nhà dùng lưỡi lam mình cạo lại cho nó có cái này ở đây nhưng mà nó chưa có chặt được cạo lám thì mình quăng nó bốn à đó thì đó mình về ăn gì vậy thì tự sống rất là cứ tự nhiên nói đi em xin đó tự nhiên cái slam ra sâu của mình nó không phải các cấp về đặc cấp mà nó là người sống mà tương lai nó vừa giúp người ta kiếm tiền vừa giúp người ta tìm hiểu người ta là ai vừa là đã vừa hòa hợp nha tốt đầy đủ hết đó. Nhưng mà cái bài này á phương pháp cào sự phương pháp mà hớt tóc kiểu này thì rất là phong độ làm cho mình phong độ và
khi mà đi phỏng vấn xin việc làm ở xưởng làm cho mình tự tin hơn. Nếu thì tự tin hơn đó. Đó, đó là tự tin hơn. Và nếu mà mình có người phụ mẫu á, tự tin hơn là người ta không tự tin hơn. Mình sẽ đi xin việc làm. Là tiếng Anh là confident. Rất dễ dàng. Quan hệ confident. Nhưng mà anh thấy anh ngồi cắt tóc của em giống cực hình. Không, thì là nó vui cái đó. Về cắt tóc, người cắt tóc thì rất là bình thường. Tự nhiên. Vậy đó. Tại vì em nói rồi, em đã ngồi từ nhỏ, nói em đã ngồi á, trong cái ghế á, cực hình á, giống như đưa cái đầu chứ không bị xử như vậy, thấy không? Nó, còn bởi vì em mới chế ra cái phương pháp mới á, mà khi mà em làm thì rất là phải tự nhiên, tự nhiên. Đúng, đúng. Đó. Các hàng già, cô chú hay anh em, thì mình đối xử giống như là mình cắt mình và cha mẹ, trên cái tình thương mình cắt đẹp. Dạ. Thì mọi người welcome. Đó. Mình á, khách hàng hay là cô chú đến muốn nói chuyện tâm sự với mình thì mình nói cho hai đứa mình lắng. Dạ. Thì khi mà họ em đi ôm cái trò đó, họ mấy cái quy luật lại, tại vì họ làm cho không nhất mạnh. Dạ. Các rác thích thêm những người tài tử nổi tiếng đó. Đó, cái ông đó là hồi đó là không hết, anh biết không? Mà bây giờ ông là billionaire rồi đó. Ở tiếng Việt, họ biết tiếng Việt là 4 or 5 Thời gian cũng thế hả? So thank you, till next time, okay? Bye bye. Remember, share, like, and comment. And có cái gì mà không thích đó, viết xuống được chung. Hoặc comment xuống. Đúng rồi. Yeah, like. Thank you all. Bye bye. Bye bye. Hi guys. So today, I'm gonna demo my first man haircut. My queen, my cutting system for men and women coloring soon, but first for the demo, just a quick demo for you guys. This is my dad. Just install it yourself. We can have our own cutting straight soon. Are you straight? Tomorrow we're trying. Next step over here. Always sanitize your hand when you have your own bottle too. Nice cut. I'm going to go to the next one.
Trong đời của mình nhanh quá thì cũng nghe nhàng, nhưng mà thực sự sẽ ra tác phẩm của mình để tháo gọn tác tóc của người của mình, đồ của người của mình. Rồi bây giờ let's get the show started. Yes. Yes. What I do, I am the best at what I do. Cái này là cái tối mình đi.
ăn hết lúc nào cũng có. Trời với Phật thương mà. Ăn ask me anything you want to know about the dog. This dog? Mm-hmm. What do you want to know about the dog? So you did you just ask me why did the mom don't let you come near the puppy? Okay, the reason why the mom don't let you guys come near the puppy is because they just want to protect their puppy. Mm-hmm. So when you go to the dog, you have to let them know that you're not going to hurt them. Mm-hmm. Yeah. Okay. See. So, khi mà tới mà gần mấy con chó đó thì mình phải cẩn thận, tại vì không phải chủ của nó sẽ giống như là nó bảo vệ con của nó thôi, chứ nó không có phải là cái gì hết á. Hả? The dog. Yeah, what is dog? A dog. What? What? Chó. Chó, yeah, that's dog. In Vietnamese. Oh. Mm-hmm. Oh yeah. Oh yeah. Giống như con của nó, chú lấy cái đất này, giống như chú lấy. In our backyard, the one who lives in the little house. Yeah. And he has a big dog. His name is, he's small and he's this size. Oh yeah. And you have a dog too? Yeah. Yeah. And he's white and his name is Mochi. Oh, Mochi. Oh, God. Wow. And he's in our house. Oh, okay. And we get to meet like this. Okay, how old is he now? I think he's like six. Good job, Melanie. And now grandma's done with something. You too. Yeah. Yay. And he's gonna be on TV. Everyone can see. You want to drink water? Tell me, Melanie. Not hungry. Hello. Sugar apple.
HKTV, HDTV, HK Wind Garden. Yeah, and my dad. Okay. So hold on. There's the back pigment over here. Look at this. No, 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 no. This is the back pigment. Thì người chế biến là để con nó tiếp tục làm nó phát tích để con giới thiệu cho anh. Tên phía bên thì gia đình chung vui có anh Hoàng của mình ở đây. Holiday Thanksgiving. My brother Hoàng and my dad. Hope all you guys come enjoy the Thanksgiving. The winter tradition. We don't have the turkey, but we have the roast duck and roast pig. Other stuff doesn't have to be turkey. I'm just getting ready to cut. Thank you.
nào cũng nghĩ chắc. Đủ thứ nghề hết á, chịu không nổi luôn, thương món gì hết. Not for sale.
But we have the one that we make for 200 with the dragon and everything, custom. That's plastic. We make a stand. Now we're making a man haircut DVD. We teach the people. Thường thường đó mình chạy treo hay là mình chạy nước thì anh cũng sẽ phải biết depend on which age you can put gel, root or water. Thì kiểu tóc này á, mình chảy ngược lại hay là mình thì cha mình chảy qua bên. Hello, how you doing? Huh? That one I can do that 40 for you. Forty. How much is it? Yes, turn. Huh? Turn. How much? Turn. Stop? I can't do that. 440. Good. I hope it's 440. Because that's a discount for you. Thank you. No problem. Thank you. So here's my dad making the HK to HG business card. Give to the customer. Thì cha cũng đang làm cái business card để cho mấy khách hàng đó cơ đại của mình với giới thiệu. Here we have the camellia. Đây là cây sứ nha. Có thể chị làm thuốc chị nhức lưng biết. Here you can make medicine to cure back pain. My dad know how to make that. Một cái sứ bốn màu mình ghép lại là bốn màu đây. This is the Pomera bonsai, different color to it. Rainbow, red and white. White and yellow. Monkey, you know it. The ponytail. Based on the patch here, hurt. Bring luck and money to you. And here, the bonsai. See? Mini gây từ slowly. Những cái trong nhỏ này mình cũng làm được remix, rất hot và rất true. Hello. Magic moment.
That's gonna be me eating soon with my dog. We make coffee like that. With my booty, me and Viva. Oh, that's all kind of trees. Two different kinds of food season. Đủ loại cây hết, cây tượng, thác nước, the rocking song, oh my favorite hit is Munchie, Bonsai Station. I love this. It's HK, HK production. All handmade, custom. Đúng con rồng. Nhìn một cái gì không? Nhà chính xác này. A lot. Today we didn't bring a lot variety. Yeah. Mình tinh thần rất mẹ. Thế giới mình con trai. My new puppy product. Hey, pretty good. The weather's pretty good. Bữa nay thời tiết cũng mát, đỡ chuyển qua. Every day we having fun. You know, enjoy. Every day, bữa nào mình có cái tập mới mình đem theo mình quay lên update for you guys. Những cái tác phẩm mới. So we have new production will bring out and show to you guys. This all custom made. Cái này thì chỉ có một con hai thôi. Hai con rồng dành một cái trâu nướng cực. Những trâu này là trâu phát tài thích nha. Trong để trong văn phòng để trong mình đưa biếu làm quà biếu đó. Cái này là mini, còn muốn mà trồng dưới đất thì mình có khác. Cái này là mini. We have smoking. And you guys are watching HK TV. Me, Mike Huyen, and my dad, Thai Huyen. Mini Bonsai live talk show, San Jose, California. And wish everybody a happy day. Money, money, and good health. Chúc mọi người làm ăn phát tài. Sức khỏe dồi dào. Until next time, nhớ là subscribe cho mình, nên giới thiệu, share, like, comment có cái gì tốt xấu dưới xuống cho mình ha, đừng ngại. Then subscribe, like, and share anything you like to mình, we can make it better. Còn cô giao thì mình chưa có chế qua. Kỹ thuật đó mình chưa chế qua. Làm cái nghề này là mình phải tích. Một cách làm đẹp cho mình, làm đẹp cho người khác. You have to love what you're doing, you have to love taking care of yourself and other people to get into
đi tiếp. Mình làm cái gì mà mình không thích đó, thì nó không có bệnh. Mình chỉ ghét cách làm đẹp cho mình và cho người khác. Không phải là một ngày. Nhớ nha bà con, một ngày sống nổi can live with one skill many. Nên mình còn trẻ thì gác phải học nha. Remember to study. Để khi mình chán rồi mình có thể đổi nghề. Nhiều nhưng mà ngày nào cũng phải master it, you have to master what you do, okay, remember that. Ngày nào cũng là cao quý hết nha. Give it all to you and what I love to the fullest. 'Cause we got one love to live, one love to give, one life to give. You
những người lớn cũng được, trẻ cũng được, mỗi tuổi. Có phải là chỉ một, mình chỉ đổi cách giải đồng thôi. Change the way to come here. They're fantastic, nice, beautiful, handsome cut. Anh nghe hả chị? Kể đi, chắc chị của chị có sao không? Ừ, không sao đâu.